Đây là giờ thánh nhạc dâng Chúa đời con do một nhóm anh chị em hằng tha thiết với thánh ca thực hiện dưới sự linh hướng của linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tuyên, và chương trình dâng Chúa đời con radio được phát thanh trên làn sóng 14.80 AM của đài Radio Bosa vào lúc 8:30 mỗi tối thứ ba. Kim Thúy xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 3, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính thánh cả Giuse, người đã được Thiên Chúa Cha giao chính con một của mình cho người bảo bọc chở che. Địa vị và sự tôn kính thánh Giuse đã có từ căn bản trong phúc âm và đã phát triển khác nào hạt giống lâu năm mới thành cây cao bóng cả, che dập cảnh vườn giáo hội. Ngài là quan thầy của giáo hội Hoàn Vũ, quan thầy của rất nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ và Việt Nam. Ngài là thánh bổn mạng của nhiều địa phận trên toàn cầu, cách riêng là địa phận Sài Gòn, Hà Nội, Xuân Lộc, Đà Lạt, Thanh Hóa. Rất nhiều giáo xứ, họ đạo, hội dòng, tu viện, hội đoàn đã nhận Ngài là đấng bảo trợ. Có rất nhiều thành phố và một số địa danh được đặt tên thánh Giuse. Nhiều dòng tu hoặc các tổ chức nhân đạo, tổ chức xã hội cũng được mang tên thánh Giuse trải rộng trên khắp thế giới. Vì vậy có rất nhiều những công trình kiến trúc, văn hóa mang tên hay hình ảnh của Ngài với nhiều ý nghĩa lịch sử và nghệ thuật giá trị. Nhưng hơn hết, Ngài là đấng bảo hộ của phần lớn các nam giới công giáo. Và để mở đầu cho chương trình thánh ca chủ đề Thánh Giuse hôm nay, Kim Thúy mời quý vị thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Lý Mai Trang trong nhạc phẩm Người như bóng mát, một sáng tác của cố nhạc sĩ Viết Chung. Kim Thúy mời quý vị theo dõi. Sáng soi đường về thiên đàng. Giuse, Giuse,
Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Lý Mai Trang với nhạc phẩm Người Như Bóng Mát, một sáng tác của cố nhạc sĩ Viết Trung. Thưa quý vị, trong âm nhạc, một số tác phẩm viết về Thánh Giuse được nhiều người biết đến như bản hợp xướng Joseph et bien Mary, nghĩa là Giuse đã kết hôn, được lấy lời từ phúc âm do nhà soạn nhạc Nicolas Chartville sáng tác vào năm 1755. Nội dung bản hòa ca ca ngợi cuộc đời Thánh Giuse từ khi cưới Đức Mẹ Maria cho tới lúc hạ sinh Chúa Giêsu. Bài kế tiếp là bài Joseph Better You Than Me, là bài hát của ban nhạc rock đến từ Las Vegas, hát chung với Elton John và Neil Tennant. Ca khúc này đã được phát hành vào ngày 16 tháng 12 năm 2008. Đây là một trong số những tác phẩm tiếp nối truyền thống phát hành của ban nhạc này vào mỗi dịp Giáng sinh. Thưa quý vị, bài hát mô tả những khó khăn mà Thánh Giuse cảm nhận được khi là cha của vị cứu tinh và cho rằng người đã làm tốt vai trò của mình. Bài hát đã liên tục đạt vị trí cao trong UK Single Chart của Anh, hạng 43 của Canadian Hot 100 và 64 tại Australia Singles Top 75. Và trong dòng thánh ca Việt Nam, hầu như ai trong chúng ta cũng có thể ngân nga được bài Giuse Xóm Nhỏ của linh mục Phạm Đình Nhu và Nguyễn Khắc Tuần. Năm xưa trong xóm nhỏ đơn nghèo thuở xưa, miền Nazareth, thánh gia người vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đình, cần lao tình yêu tha thiết với cánh đời đơn nghèo. Tuy có những tác phẩm nổi bật như vậy, nhưng chúng ta không có nhiều lắm những sáng tác về Ngài so với công trạng và vị trí của Ngài trong giáo hội, nhất là những bài hợp xướng. Trong chương trình hôm nay, một sáng tác của nhạc sĩ Liên Bình Định, Thánh Giuse, sẽ được ca đoàn St. Michael gửi đến quý vị với một phong cách thường được áp dụng trong hoạt động âm nhạc tôn giáo ở phương Tây. Thế nhưng nó vẫn còn khá mới lạ trong thánh ca Việt Nam. Thưa quý vị, đó là phong cách a cappella. Nói nôm na là hát theo kiểu hát chay, nghĩa là hát mà không có nhạc đệm. Những người hát sẽ dùng giọng hát của mình để kết hợp hỗ trợ cho nhau bằng hòa thanh, phối bè để tạo nên nhạc điệu. Vì vậy, họ phải có khả năng thẩm âm và kiến thức thanh nhạc tương đối tốt. Trong a cappella có nghĩa là nhà thờ, nhà nguyện. Có ý nói đến lối hát, kiểu hát, những bài hát sử dụng trong nhà thờ. Và bây giờ, Kim Thúy mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Thánh Giuse với phần a cappella do nhạc sĩ Lê Hồng Phúc soạn. Kim Thúy mời quý vị theo dõi. Trời về 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 trời
Quý vị, ca đoàn Saint Michael vừa gửi đến quý vị một nhạc phẩm thật tuyệt vời, Thánh Giuse, một sáng tác của nhạc sĩ Liên Bình Định do nhạc sĩ Lê Hồng Phúc soạn a cappella. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau khi tổng đài gửi đến quý vị ít thông tin thương mại. Trở lại với giờ thánh ca Dâng Chúa Đời Con. Thưa quý vị, Thánh Giuse là một người thợ mộc, gia trưởng của một gia đình bé nhỏ. Tuy là bé nhỏ nhưng gia đình này chính là điểm xuất phát của cuộc hành trình cứu độ mà Chúa Giêsu đã thực hiện trên trần thế. Vâng lời Thiên Chúa, Thánh Giuse đã góp phần mình vào hành trình cứu độ này. Đóng góp của Thánh Giuse hết sức âm thầm, tuy rất âm thầm nhưng lại rất lớn. Hôm nay Thánh Giuse vẫn sống động trong hội thánh. Đối với giáo hội Việt Nam, không những Ngài là quan thầy phù trợ mà còn là vị gia trưởng thân thương gần gũi đang chia sẻ cuộc đời đầy rẫy những lo toan của chúng ta. Hãy đến với Ngài, hãy cậy trông ở Ngài. Ngài sẽ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Cùng tâm tình này, Kim Thúy mời quý vị thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Thế Thông do Patrick Hoàng trình bày. Kim Thúy mời quý vị. Sau nào những ai đang cơ cực khổ đau đến với Giuse, đến với Giuse khấn cầu người đỡ nâng. Chuyện về người đẹp như kinh ca ngợi, gương tiến trung còn ngợi sáng muôn đời, đứng vững vững dõi chiều đến ngàn nơi. Hãy đến cùng người nghe câu chuyện đời, câu chuyện diệu vời. Ôi Giuse, con muốn cùng người vượt màn đêm tăm tối. Ôi Giuse, xin hãy hộ phù trên bước đường đơn côi. Ôi Giuse, con trao dâng tất cả. Bước theo người tìm bóng nở.
tuyệt vời. Chuyện về người là cuộc sống cần lao, dù khó khăn cam go, dù nghèo túng vẫn rất khiêm cung. Sáu kiếp tôi trung vững một niềm kính tin. Chuyện về người là khúc hát thắm tình, nêu mẫu gương cho bao mái gia đình. Sống thuần hòa như thân gia thuở xưa, hãy đến cùng người nghe câu chuyện đời, câu chuyện diệu vời. Ôi dù xa, con muốn cùng người vượt màn đêm tăm tối. Ôi dù xa, xin hãy hộ phù trên bước đường đơn côi. Ôi dù xa, con trao dâng vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Thế Thông. Thưa quý vị, hình ảnh Thánh Giuse đưa Đức Mẹ và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập. Bầu trời đen thẫm, một vài tia chớp lóe lên ở cuối chân trời, vừa soi đường cho Thánh Giuse, vừa báo hiệu cơn giông bão sắp tới. Đức Maria bồng Chúa Giêsu ngồi trên lưng lừa, Thánh Giuse dắt lừa, cả người cả lừa như lẫn vào màn đêm. Cuộc đời Thánh Giuse hình như một đời bước đi trong đêm tối. Thế nhưng đi trong đêm tối đức tin. Ngài có ngọn lửa đức mến soi đường. Đêm đen lắm nhưng Ngài cứ yêu mến Chúa, cứ gắn bó với Chúa và cứ bước đi với Chúa. Trong đêm tối im lặng, Ngài đốt lên trong tâm hồn ngọn đèn thao thức, lắng nghe đón chờ. Niềm thao thức khiến tâm hồn Ngài nhạy bén như một phần mỏng. Lời Chúa chỉ thoáng nhẹ như làn gió thoảng phím đàn đã rung lên. Ý Chúa chỉ mờ ảo trong giấc mơ, Ngài đã đọc được và mau mắn thi hành. Trong đêm tối thử thách, Ngài thắp lên ngọn đèn tin yêu phó thác, tin vững vàng vào lời Chúa, hoàn toàn phó thác cho Chúa, để Chúa dẫn đường qua đêm đen mù mịt. Lạy Thánh Giuse, con cũng đang đi trong đêm đen, xin hãy thắp lên trong con những ngọn đèn của Thánh Cả, soi đường cho con đi đến nơi bình an. Hy sinh khiêm nhường phố
cho con được trong sạch. Tâm tư sạc hồn ý chí và một tình yêu say mến Chúa, một lòng trông cậy đến Cha. Xin giúp con đi trọn tháng ngày vui Chúa Giêsu chi ơi, hầu sống trọn đời phó dâng, một lòng trông cậy đến Cha. Xin giúp con đi trọn tháng ngày với Chúa. Thưa quý vị, nhạc phẩm Giêsu dấu yêu, một sáng tác của Tri Ân Ca với tiếng hát của ca sĩ Lý Mai Trang đã kết thúc chương trình Thánh Ca của chúng ta hôm nay. Hy vọng quý vị vừa có được những giờ phút thật bổ ích. Kim Thúy xin cảm tạ quý vị đã theo dõi và đã luôn ủng hộ chúng tôi. Kính chúc quý vị một mùa chay thánh đức và một đêm an lành, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Dâng Chúa Đời Con vào tuần sau.